Rồi, đây, ok này. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục cái act thứ hai. Đây có vẻ là một act đường môn. Thứ hai cũng khá tâm huyết của cao thủ Annatara. Nhìn sơ vào anh em thấy chưa? Đây, ok nha. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Duyên Khải Gaming. Và Duyên Khải chúc anh em một buổi xem video vui vẻ nha. Ở video này thì Khải sẽ tiếp tục soi một set đồ của cao thủ Annatara luôn. Và act này cũng act đường môn khá tâm huyết của anh ta. Nhìn vào anh em cũng đã thấy thì cái dòng con ngựa phát sáng này, một set đăng băng này. Chúng ta cùng chiêm ngưỡng xem thử ngựa và set đăng băng này như thế nào nha. Và đừng quên ủng hộ video một like, chia sẻ và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh nha nè. Tiếp tục đây là một giá truyền 20. Tiếp tục một giá truyền 20. Top mà tống kim 11 giờ tới 123 mình bồi dưỡng bữa ăn đem 100k. Ok Nhật Nguyễn ơi, ok anh em. Đây, một giá truyền 20, quá đẳng cấp luôn. Một nhẫn 27 kháng hỏa, một nhẫn 26 kháng băng, một ngọc bội 29. Ạc này ạc đường môn nha mọi người. Đạc đường môn. Tính ra thì set đăng băng này cũng khá là đẹp mà nè. Đường môn mà sở hữu được set đăng băng như thế này, nếu mà Khải sở hữu được set đăng băng như thế này, bảo đảm như em Khải cho đường môn ngay luôn, ngay và liền luôn nè. Nếu mà Khải sở hữu được set đăng băng như thế này, Khải đang mua nhưng mà mua thiếu nhẫn hỏa với nhẫn ngọc bội mọc nè. Bán khá là cao. Hai món đó ở server thì đánh bóp đại ra nên rất là hiếm rồi. Bán 5-7 mơ một cái thôi. Nếu mà mua cái nhẫn hỏa với ngọc bội này thì tốn hơn mười mấy triệu rồi nè. Nên là Khải không có đủ khả năng để Khải mua. Nên là đợi rẻ rẻ một tí rồi 1-2 triệu thì mua chơi nè. Rồi nói chung là set đăng băng này thì cũng tương đối cho anh em đơn giản, nó cũng hơn 30 triệu đi. Hơn 30 triệu đi. Set này cũng là set thứ hai anh ta siêu tầm được. Quá hay. Rồi tiếp đến con ngựa. Một ngựa cũng full op luôn. Thói phiến tây vật kim mã. Con phi dân. Khánh cảnh em là full rồi nha mọi người. Có vòng sáng thói phiến dòng cầm mộ. Em thấy dòng sáng không quá đẹp luôn. Con ngựa này thì như server Khải thì cho đến bây giờ những con ngựa mà kháng cảnh năm như thế này thì Khải nghĩ là tốn tiền mua là khoảng 2 triệu, 1 đến 2 triệu một con, xong ép lên kháng cảnh năm thì nó bay khoảng hơn mười mấy triệu nè mới lên được kháng cảnh năm, không phải đơn giản mà lên được kháng cảnh năm đâu nè. Cũng như đua top vừa rồi thì con ngựa này cũng tốn hơn mười mấy triệu mới có sở hữu được con ngựa này, thì đơn giản Khải cho con ngựa này nhẹ nhẹ sẽ vào 15 triệu đi, 15-20 triệu đi đó, mới có xếp đăng bàn với cái này không là gần 50 triệu rồi đấy. Nên thấy chưa, chắc chưa? Đây đường môn thì nhẹ nhẹ mà đã 50 triệu anh em, mới có xếp đăng bàn với con ngựa thôi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến cây vũ khí. Một cái nỏ, ui, một cái nỏ quá đẹp luôn. Tốc 30, sát thương 29 điểm và sống 2%, kháng độc 15. Cái nỏ này thì ở server Khải nhẹ nhẹ, giá của nó bèo bèo lắm phải 5 triệu. 5 triệu cái này đó nè, 5 triệu cái này đó nè, mới sở hữu được cái này. Cái này nhìn quá đẹp cho đường môn luôn nè. Quá chất luôn. 5 triệu cái nỏ này quá chất rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp đến cái nón. Cái nón, một cái nón 6 dòng quá đẹp. 23-20, thân pháp 14. Sinh lực thì hơi tù một tí nhưng mà bù lại cho nó được cái thân pháp dòng 2 cũng như là phòng thủ dòng 3. Thân pháp lên đến được gần 3 cuốn tại thị kinh rồi. Quá đẹp rồi. Nón này thì theo Khải nghĩ cái nón này mua thì cao lắm thì tại vì nó nằm ở dòng 6 nên là nó cũng không có mắc như những dòng 2, dòng 2, dòng 1 đâu. Nón này không biết ảnh mua bao nhiêu. Nhưng mà Khải nghĩ chắc cũng tầm 2 triệu quay đầu. Khoảng 30 kim. Bao tay, đây, trời ơi, bao tay đây là một món độc server anh em. Món độc server nè. Sinh lực 127, thân pháp 18. Sinh lực 127 rồi, nội lực 94, thân pháp 18 và làm chậm 20, phòng thủ 25. Một bao tay 6 dòng quá đẹp, quá tuyệt vời dành cho đường môn. Như anh em thấy thì bao tay với nón thì em nghĩ món nào sẽ mắc hơn. Bảo đảm anh em là bao tay sẽ mắc hơn nha mọi người. Bao tay này Khải nghĩ sẽ mua hơn 2 triệu, hơn 2 triệu một chút. Chắc chắn sẽ hơn cái nón nữa nè mọi người. Tại vì bao tay thì những bao tay nó sẽ rất là khó tìm. Nón thì Khải thấy nón thì này nọ thì nó nhiều, còn bao tay thì hiếm lắm rồi nè. Bao tay này dạng mắt pin của server rồi. Bao tay này chưa có bao tay nào ngon hơn bao tay này. Bao tay này nếu mà thực chất mua Khải nghĩ chắc cũng hơn 3 triệu, hơn cái nón một chút. Rồi, một cái đây lần 15-40. Sinh lực 66. Lấy cho mình 40 chón và 15 kháng hỏa. Một đôi giày tóc 33, sinh lực 107 và sinh khí và kháng hỏa chống 40. Quá đẹp. Hiện tại hai món này thì có cho mình 80 chón. Và một áo làm chậm 40. Áo này thì ở server thì cũng tầm 5-7 kim thôi. Hồi trước thì khá là mắc. Hồi trước có thể đến 10-12 kim. Và tầm này thì những áo như thế này thì Khải nghĩ nó cũng tầm 400-500 nghìn áo này. Đai lưng này cũng tầm đó. Giày này chứ cũng
hơn giá gần 1 triệu một chút. Đây là cái giày này khả nghĩ chắc cũng tầm 12 đến 14 kim, gần 1 triệu ấy. Chung là tính qua sơ qua set đồ này thì mạnh nhất vẫn là cái set Amban, hơn 30 triệu, và con ngựa này khoảng hơn 15 triệu là 45 rồi. 45 với cái nỏ này 5 là 50. 50 cái bao tay này 3, nón này khoảng 2. Và giày này nọ thì tổng set đồ đồng môn này trên dưới 55 triệu nè. Trên dưới 55 triệu ấy, không biết đâu. Không biết đợt này cập nhập hạng chưa. Hiện tại đợt này là hạng 80. Hạng 80 thì khả nghĩ chắc cũng 120. Cũng tầm 120, xem đường môn có tốt không. Chắc là chưa có nhập hạng trên này rồi. 120 Bảo Hân, hạng 80 nha nè. Trong ạc này, ạc đường môn thứ hai của anh ta cũng khá là ok. Rồi, nói chung thì tổng set đồ này thì Khải vừa review cho anh em xem thì nó hơn 55 triệu và cũng như là nhẹ từ 55 triệu quay đầu. Rồi, anh em xem thì đừng quên ủng hộ cho ạc đường môn của cao thủ Anantara có tên là Bảo Hằng. Một like, một chia sẻ ủng hộ nha nè. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ Duy Khải Gaming, một like, một chia sẻ chơi nha. Quá đẹp luôn.